Vợ tôi lúc đó là nó mới có 5 tuổi à. Tôi chờ 12 năm, khi tôi gặp lại tôi mừng quá nên tôi xin hỏi cưới liền. Đâu biết yêu là gì, mẹ biểu cưới chồng thì nghe lời thôi. Những chia sẻ của cuộc hôn nhân hơn 50 năm. Thời đó cô phải đẹp lắm đúng không chú? Hồi tôi gặp vợ tôi 17 tuổi, nó xấu quá à. Cưới về đâu có mấy tháng à, cho nên tổ mã gái đẹp lộng lẫy luôn. Và những ước mơ rất đổi bình dị. Hai đứa mình sống được năm nào hay năm nấy, chứ giờ cái thời trẻ của mình đã qua rồi, không có kéo lại được đâu. Tại vì do mình thương quá đó chú, và nó cũng là những cái dữ liệu quý để người ta trân trọng hiện tại. Mảnh ghép hoàn hảo và câu chuyện của cặp đôi chú Huỳnh Tế và cô Nguyễn Thị Út. Chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, một chương trình mà nơi đó chúng ta sẽ được lắng nghe những câu chuyện về hôn nhân, về tình yêu, về gia đình. Trong những câu chuyện đó chắc chắn không thể thiếu sự nỗ lực, sự đồng hành, sự quan tâm, chia sẻ và cả sự cảm thông dành cho nhau nữa. Dù bạn là ai, bạn đến từ đâu, bạn làm công việc gì, tôi nghĩ tình yêu luôn tồn tại và nó sẽ giúp cho chúng ta có thể vượt qua được mọi thứ. Hai khách mời của ngày hôm nay đã rất lớn tuổi rồi và họ đã có một cuộc hôn nhân bền vững suốt hơn 50 năm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón một người bạn đồng hành đặc biệt của Mảnh ghép hoàn hảo. Trước khi gặp gỡ những nhân vật chính, hãy cùng gặp gỡ tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân. Chào ốc. Quân đang suy nghĩ rằng là không biết là mấy chục năm nữa chúng ta sẽ như thế nào. Bây giờ đang trẻ nhưng thôi cũng lâu lâu mình nghĩ đi xem sau này làm sao. Anh, mình nói với nhau vậy thôi, nhưng mà khi mà mình gặp mấy cặp vợ chồng mới cưới đó, người ta tầm đâu hai mấy, cái mình thấy mình cũng quá trời già rồi anh. Đúng rồi, so với những cái người mới cưới thì mình cũng lâu thiệt. Nhưng mà so với những người mà ở độ tuổi trung niên, thậm chí là lớn hẳn, thì chúng ta cũng thấy rằng là đường đời của mình cũng còn rất dài. Và làm sao để mà cuộc sống gia đình của mình nó êm ấm suốt bao nhiêu năm, một cái quãng đường nó dài đến như thế, em nghĩ là người ta phải nỗ lực nhiều lắm á. Đó, 10 năm là một hành trình, nhưng mà 20, 30, 40, 50 năm thì chắc hẳn là sẽ có rất là nhiều những câu chuyện để nói. Và hẳn rằng là trong hành trình đó sẽ có lúc thăng, lúc trầm, sẽ có rất là nhiều những sự khác biệt này. Nhưng mà đâu là cái điều mà giúp cho những cái cặp đôi họ có thể cùng đồng hành với nhau tới mấy chục năm như vậy, rồi sau này còn con, còn cháu nữa. Ôi, nghĩ đến thôi mà đã thấy hâm mộ vô cùng những cặp đôi mà đã có một cái chặng đường hành trình hôn nhân rất là dài như vậy luôn đó ốc. Dạ vâng, vậy thì điểm cốt lõi để xây dựng một cuộc hôn nhân bền vững suốt bao nhiêu năm cuộc đời là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Trước tiên thì hãy cùng chào đón hai vị khách mời thông qua đoạn clip ngay sau đây. Tôi tên là Quỳnh Tế, sinh năm 43. Lúc tôi gặp vợ tôi lúc đó là nó mới có 5 tuổi à. Tôi thấy nó còn nhỏ, mình thích nít thì dẫn đi chơi đó. Rồi nó đi về quê nó học. Mỗi năm tôi mỗi chờ lên tôi gặp coi. Nhưng mà tôi chờ 12 năm liên tiếp mà không gặp được. Khi tôi gặp lại tôi mừng quá nên tôi xin hỏi cưới liền. Lúc tôi cưới ổng thì tôi được 17 tuổi. Đâu biết yêu là gì, đâu biết thương luôn, không biết gì hết. Ổng là quách biểu rồi, đâu có thương yêu gì đâu. Tại mẹ biểu cưới chồng thì nghe lời thôi. Hai đứa thì ước mơ lớn nhất là chết chung đi, đừng đứa nào ở lại buồn lắm. Ổng cũng thương tôi cũng thương ổng rồi. Rồi bây giờ đứa còn ở lại thì đâu có chịu nổi. Hình như là cặp đôi nào mà lớn tuổi rồi mà ở bên nhau nhiều năm, người ta đều sợ xa nhau anh hả? Người ta muốn đi đâu cũng phải cùng nhau hết á. Đúng rồi, cặp đôi này là cũng hơn 50 năm rồi, mà chắc hẳn là một thời gian dài họ quen với cái việc là bên cạnh mình lúc nào cũng có người còn lại. Thế thì chắc chắn là sẽ rất là khó, đặc biệt là nghĩ đến những cái chuyện mà nó không ai mong muốn, giống như câu chuyện ngày hôm nay. Và cái mối tình này nó bắt đầu từ hồi 5 tuổi. 5 tuổi, lần đầu tiên chú gặp cô là cô có 5 tuổi thôi đó. Xong rồi chú chờ suốt 12 năm trời như phim. Thôi bây giờ ốc ở đây đi, rồi ốc sẽ trò chuyện với chú để hỏi thăm thêm xem như thế nào ha. Hôm nay đổi đi, Quân sẽ vô trong và gặp cô để hỏi xem là tại sao lúc cưới là mẹ kêu cưới là cưới thôi, có biết gì đâu, mà sao bây giờ hơn 50 năm rồi họ lại thương nhau đến như vậy luôn. Một lát chúng ta gặp lại nha. Dạ, xíu gặp anh. Dạ, chào cô. Anh Quân đã vào trong để gặp cô Út, còn Vân sẽ ở đây để chào đón chú Tế. Con mời chú ạ. Chào chú ạ. Dạ, xin chào cô ạ.
Dạ, con mời chú. Dạ. Chú ơi, khi mà nhắc lại cái thời ngày xưa đó, dạ, nhiều năm, quá nhiều năm về trước rồi, chú có còn nhớ không? Bây giờ chú nhớ kỹ không? Dạ, nhớ chứ. Nhớ hết rồi. Tại vì kỷ niệm 12 năm mình nhớ, không bao giờ quên được. Tới chết thôi. Nhớ hồi lúc mà mới gặp vợ tôi lần thứ nhất rồi. Vẫn nhớ, nhớ từ lúc mà 12 năm qua mình không gặp nữa. Và mỗi năm mình đều mình nghỉ hè mình về mình đón để gặp á. Hồi lúc nhỏ thì mình chỉ thích đó, mình tỉ nó còn nít mình vẫn nhớ thương về con hiểu vẫn mà. Đi chơi cho nó vui thôi chứ không có dạ, đúng rồi. Chưa có cái tình thương, nhưng mà mình cũng có một cái cảm mến hơn những mến người khác hơn, đúng rồi, vì cái chỗ cảm mến đó là mỗi năm mình mỗi giờ. Nhưng mà rồi lúc mà chờ mà không gặp được thì chú có thất vọng nhiều không? Không, lúc nào cũng vẫn mình nuôi hy vọng à, năm vẫn sau gặp lúc nào nữa. Hy vọng đó dạ. Nhưng mà cái lúc thất vọng nhất là nếu ở nhà biểu đi cưới vợ, biểu đi cưới vợ mà không có nói tâm sự của mình không có nói ai biết hết trơn á. Nói mày lớn tuổi rồi cưới vợ làm ăn chứ ở như hoài sao. Thành ra mình cũng ngại lắm nha. Tiếc lắm, trời ơi, cứ nghĩ mình cưới vợ rồi gặp lại rồi sao. Nhưng mà lúc đó chú có chủ đích là sẽ đi tìm cô không? Thì cứ mỗi hè đó tôi về xóm cũ tôi đón rồi nó lên luôn. Tại vì nhỏ chị của nó, chị bà con nó nói là nghỉ hè nó ta em sẽ dẫn lên gặp anh Bảy để anh Bảy dẫn của em đi chơi. Thì cái chỗ từ cái chỗ một năm đầu thì mấy năm đầu thì mình thấy nhỏ quá, 10 năm sau mình thấy lớn rồi, mình nghĩ chắc giờ là em gái bự lắm à. Thì từ cái chỗ mình tưởng tượng là người em gái lớn à, sao cái lòng mình nó phát nó thương. Yeah. Mà thương mà không có thấy hình bóng người ra sao, chỉ nhớ hình em gái lúc 5 tuổi thôi. Trời đất ơi. Rồi trong thời gian đó chú cũng không gặp một cái cô nào để mà mình cảm mến nữa hả chú? Gặp thiếu gì nhưng mà tôi không có để ý tới. Tại vì nhớ người kia rồi. Ừ. Dạ. Rồi tôi mới nói trong bụng, tôi nói bây giờ tôi gặp lại xấu đẹp gì tôi cũng cưới hết trơn. Bây giờ có hư đốn cỡ nào tôi cũng cưới hết. Tôi nói chắc chắn này đó. Bởi khi mà tôi cưới vợ, mẹ tôi với mẹ vợ nói nó hư lắm nha, mày đừng có chửi nó tội nghiệp nó, đánh nó tội nghiệp nó. Nó không biết làm gì hết trơn á. Không biết làm, không biết giặt đồ, không biết nấu ăn, không biết. Tối ngày nó bồng em nó đi chơi thôi. Mà em là con của chị nó đó. Tối ngày nó bồng đi chơi về ăn cơm mà. Rồi đến lúc mà chú gặp lại người xưa, mà lúc đó người xưa đã 17 tuổi rồi á. 17 tuổi rồi. Thì chú làm việc gì đầu tiên ạ? Tôi gặp mừng quá. Tôi đứng ngoài hàng rào nè, tôi chạy vô, tôi đứng sát nó, tôi nói chuyện. Chú nhớ nói gì không chú? Có, tôi nói em có nhớ anh không? Trời đất ơi, trời ơi chú ơi, vô thẳng vấn đề luôn hả chú? Bây giờ tôi nói, anh là ai mà anh biết tôi nhớ anh? Tôi nói, ủa bộ em không quên hồi lúc anh 5 tuổi gặp anh hả? Tôi nói em quên hết rồi, không còn. Tôi nói, tôi mới nói, kể tôi nhớ em 12 năm rồi, mà bây giờ tôi mới gặp lại em rồi. Tôi thấy em lạ quá à. Nhưng mà tại vì má của em nói ra tôi mới tin là gặp em hồi lúc đó. Thành ra bây giờ quyết định là tôi xin cưới em. Ngay trong cuộc đối thoại đầu tiên luôn. Nói vậy. Vợ tôi nói này, tôi đâu quen với anh đâu mà anh đòi cưới, bỏ anh đi vô. Rồi tôi nói má vợ tôi nói má ơi, sao con nói chuyện với nó bỏ đi. Nó nói nó không quen con, không biết con. Tôi nói trong bụng, không dám nói ra, cho nên nhất quyết là tôi phải xin cưới cho được mới nghe. Bây giờ xấu cỡ nào tôi cũng mới hư cỡ nào cũng cưới hết trơn á. Tại vì mình nhớ 12 năm từ cái chỗ nhớ cho thành thương thiệt. Cô Út là sinh năm bao nhiêu ạ? Dạ, sinh năm 1950. Dạ vâng, như vậy là cô nhỏ hơn chú là 7-8 tuổi. Dạ. Đến bây giờ là cô chú đám cưới được bao nhiêu năm rồi ạ? Dạ không biết là ở lâu lắm rồi. Cô chú cưới năm bao nhiêu có nhớ không ạ?
Hồi tôi cưới ổng á thì... Con 17 tuổi. 17 tuổi. À. Thì má nói... Thôi tao mày là út có thể. Lấy chồng thì con lỡ má có chết rồi má cũng không hối hận. Dạ. Đứa nào má cũng gả bán hết. Dạ. Rồi nghe lời lấy chồng. Chứ lấy chồng... tôi đâu biết nấu cơm nấu nước gì đâu. Vậy hả con? Dạ, không biết gì hết. Chỉ biết ổng dạ. Em đi chơi thôi. Về trước khi lấy ổng, hồi đó ổng là thầy giáo đó. À, hồi đó chủ là thầy dạ, giáo à? Ổng dạ, ổng dạy ổng muốn lấy tiền ai hết á. Ổng sớm mấy đứa nhỏ nó không đứa nào biết chữ hết á. Dạ. Cái ổng mới dạy nó học thì lối sớm mà. Dạ. Thí dụ mấy đứa nó học giỏi thì cha mẹ nó ăn gì cũng bưng qua cho hết này kia ở lối sớm mà chứ không có tiền bạc. Dạ. Nhưng mà hồi nãy con thấy cô ở trong hậu trường rồi. Con thấy là cô quá đẹp luôn. Nên là thời đó cô phải đẹp lắm đúng không chú? Hồi đó vợ tôi nói kể ra thì ít có người tin, nhưng mà này tôi nói sự thật. Hồi tôi gặp vợ tôi 17 tuổi, nó xấu quá à. Mà nước da ngâm đen. Tôi cưới về đâu có mấy tháng à. Cái nó trổ mã gái. Đẹp lộng lẫy luôn. Đẹp mà nói thiệt cô hả? Nhất sớm luôn. Chắc người ta thấy tôi giỏi á. Cái gì tôi làm được hết á. Ai cần gì tôi cũng làm hết á. Chở nước mướn nè. Dạ. Gánh nước mướn nè. Wow. Mới 17 tuổi gì chứ chịu làm lắm. Làm có tiền mà cha mẹ ở dưới quê nghèo mà. Dạ. Rồi cái ông nói thấy người nào người nấy nói chuyện á. Sớm á người nào cũng đòi cưới hết á. Dạ. Tôi đâu có chịu ai đâu cưới. Dạ. Má nói mấy ngày mấy thương má mới bằng lòng lấy cưới ổng thôi chứ không thôi. Tôi nói ít nhất là tôi cũng phải 20 tuổi trở lên mới lấy chồng. Dạ. Mình lớn rồi. Còn nhỏ quá về rồi đâu có biết làm gì rồi làm dâu thì khổ lắm. Dạ. Mà về ổng không có cho làm dâu. Tức là lúc đó là hai vợ chồng ở riêng phải không ạ? Dạ không, ở chung với chị chồng mà tôi ăn cơm ít lắm. Bởi bà nói tao nuôi mày suốt đời cũng được. À. Chú, nãy giờ con tưởng con đọc kịch bản phim không á chú. Nó rút ngắn thời gian mà nó đốt cháy giai đoạn mà nó ngộ lắm kìa. Nhưng mà đẹp lắm đúng không chú? Tôi kể ai cũng mắc sắc cười hết trơn. Nó đẹp đến nỗi là đi xe người ta không lấy tiền. Đi không ra ôm không ai lấy tiền hết á. Còn nó ngồi nó bán. Người này lại cô theo, người kia lại theo. Biết bao nhiêu người theo. Chú có ghen không? Không. Sao không ghen? Cổ đẹp quá mà nhiều người theo nữa. Ghen gì? Vợ mình đó không ưng người ta mà ghen gì? Tôi nói người ta theo là chuyện của người ta. Còn vợ tôi chịu hay không là quyền của vợ tôi. Nếu tôi ghen là tôi làm rùm lên, tôi cấm đi ra đường hết trơn. Làm sao ở nhau được? Dạ. Nhưng mà con biết là chú thương... Người xưa là coi như là thương từ trong cái tiềm thức của mình rồi. Thương mà không cần phải giải thích tại sao mình thương cái người này. Tại vì nó là một cái dạng tình yêu sét đánh, tình yêu định mệnh rồi. Nên không cần lý do nữa. Nhưng đến khi mà sống chung, những cái va chạm của cuộc sống thực tế đó, có lúc nào mà chú cảm thấy không khớp với nhau được không chú? Đâu có. Lúc nào tôi cũng thương nhau chứ. Là hợp hoàn toàn luôn hả chú? Hợp hoàn toàn hết. Bởi mấy nhà kế bên nó đầy con, ta nói hai đứa tụi bay như chó như mèo vậy. Tụi bay coi gương của anh Bảy như Bảy nè. Ở với nhau à. Mà không có nghe một tiếng gây lộn cãi lộn nữa. Phải sao? Tụi tôi đâu có gì đâu phải gây lộn cãi lộn. Ví dụ vợ tôi mà nó mua đó tôi không bằng lòng nữa. Thôi mai mốt làm đừng mua nữa nha. Thôi có gì đâu phải cãi lộn. Vợ tôi nó làm cái đó trật á. Em làm nó trật rồi. Mai mốt làm lại chứ không có chửi, không có rầy. Nhưng mà có bao giờ giận hờn buồn nhau chú? Không. Không giận hờn buồn nhau. Tụi tôi thí dụ mà tôi thấy nó làm đó không nhớ ý tôi giận chút xíu thôi à. Nhưng mà nếu mà vợ chú giận thì chú sẽ làm gì? Vợ tôi giận hả? Tôi theo năn nỉ. Theo năn nỉ hoài. Hết giận. Hai chồng chỉ biết là ngày mình có ba bữa ăn là được rồi. Chưa bao giờ vợ chồng tôi nghĩ tới chồng giàu hay vợ nghèo hay làm gần nghèo chứ. Tôi nói mình sống với nhau gì là im điềm cho tới ngày tàn thôi. Tôi nói ra nè, phe đàn ông đó, ghét tôi lắm. Tôi rất ghét những người có vợ bé. Dạ. Nhưng mà những người mà vợ chết lấy vợ tôi không bao giờ tôi ghét. Tôi nói là chuyện bắt buộc. Người ta không thể ở một mình được. Ở một mình ai lo cơm nước nhà cửa. Tôi với vợ tôi nói là
tôi sống với em tới chết, không bao giờ tôi có vợ bé hết, hứa danh dự gì đó, chứ không phải là sống tới già nha. Nhiều người sống hơi lớn tuổi chút là già lấy vợ bé, tôi không có chịu cái vụ đó. Nhưng mà cái thời gian đầu á, khi mà cô mới về ở với chú á, thì thường lúc nào các cặp vợ chồng trong thời gian mới cưới nhau nó cũng dễ có vấn đề này kia, còn cô chú thì có xảy ra những cái vấn đề như vậy không ạ? Nhiều vấn đề vui lắm. Thí dụ như tôi cưới về mới được có hai ba bữa à, hiểu tôi vẫn về trả lại cho má nó nè. Sao vậy chú? Nó nói má tôi biết tôi ưng thì giờ tôi ưng anh cưới xong rồi anh vẫn về trả lại cho má tôi đi. Nhưng mà tôi cũng không giận, tôi cũng vui vẻ như thường. Cưới rồi về thì tôi còn nhỏ quá, tôi đâu có chịu ở ổng đâu. Tại má tôi nói mày ở được á, ở không được á thì kêu nó trả về đi. Dạ. Về tôi đòi về hoài gì. Vậy hả? Ông đâu có trả đâu. Dạ. Nói thiệt, ông có trả cái lúc tôi bệnh nó về ở ông cả tháng rồi, cái tôi bệnh quá trời đi. Bữa tôi đau tôi nằm chỉ tưởng đâu tôi ngủ. Chửi ông quá trời luôn. Dạ. Cái thấy tánh anh này ảnh đàn ông, ảnh không có hung dữ, không có đàn áp này kia, cái tôi nghĩ nó thôi. Lỡ rồi ổng không chịu trả tôi về thôi ở luôn đi. Cái từ đó thấy tội nghiệp ổng. Dạ vâng. Trời ơi, anh cưới em được anh mừng chết mồm, biết anh trả sao anh trả. Dạ. Đâu có trả được. Má vợ tôi nói mày không ở nó, mày cái việc vẫn về trả vợ lúc nào tao đâu cũng nhận đó. Tao không có nói tiếng nào cho. Dạ. Tôi nói trong bụng tôi nói 12 năm tôi mới cưới được em, giờ em về mà ở với tôi rồi. Thà em trốn đi chứ không bao giờ tôi trả hết trơn. Rồi tôi có bữa tôi nói vợ tôi, em muốn đi về với má thì em cứ việc em bỏ em đi đi. Tôi trả là tôi không trả rồi. Cô chú có mấy người con ạ? Ba đứa. Dạ, các con của chú là hiện tại bao nhiêu? Ba thằng trai. Dạ, bao nhiêu tuổi rồi chú hả? Một thằng lớn cũng 50 tuổi rồi. Năm 70, tôi mới có bầu được 5 tháng cái ông bị tai nạn đó, cục giò. Dạ vâng. Rồi cái ông đi ra ngoài Vũng Tàu ông đi làm. Dạ. Ông đi làm mướn á. Dạ. Tháng nào ông cũng gửi tiền về cho tôi nuôi con hết á. Dạ. Ông sợ ông chết ông bỏ tôi. Dạ. Tới 5 năm rồi cái đẻ thằng 75. Dạ. Rồi tới 3 năm sau đẻ thằng Út nữa là 78 rồi thôi. Dạ. Luôn. Nhưng mà hiện tại chú có sống gần con cái không ạ? Tụi nó theo vợ hết rồi. Có thằng Út 1 tháng 2 tháng mới về thăm vợ tôi 1 lần. Nói chung là bây giờ chỉ có cô chú sống với nhau thôi. Dạ. À, tôi vợ chồng tôi vợ ổng thích sống với đứa con nữa đó. Thích sống riêng biệt mình, thấy nó vui vẻ, tự do. Sống với con nó lớn rồi để nó sống riêng, sống chung nó ràng buộc lắm. Dạ. Nên là tụi tôi không muốn sống chung với con. Chú có hay nói lời yêu thương với vợ mình không chú? Không, tôi không ít có nói lắm. Mình thương, ví dụ như tôi nói ra cô đừng cười nha. Thí dụ như vợ tôi nó đi đâu về á, về vô tới nhà cái tôi ôm tôi hùng. Làm đó là mình có thể tự cử chỉ là mình thương vợ. Vợ tôi nó học hồi đó mới một lọt cũng 2 à. Cái cho nó đi học. Đi học rồi. Mỗi tối đi học tới 9 giờ về là vô nhà là tôi ôm tôi hùng rồi. Cái nói anh làm gì kỳ vậy? Nó tại nhớ em quá. Nói chung là vợ chồng hiểu nhau. Rồi vợ tôi nó thấy vậy nó nói. Tôi nói tôi nó sống em tới chết. Nó nói anh chết anh em buồn lắm, mà giờ em chết tôi cũng buồn á, thôi hai đứa mình chết chung được đi. Vợ tôi nói thôi giờ hai đứa mình chết chung được này, mà không biết có chết được hay không, chắc không được đâu. Thôi bây giờ mình vẫn còn khỏe thì mình cứ tận hưởng đi chú. Dạ, mình cũng không có nên suy nghĩ tiêu cực đến cái điều mà đó. Tôi nghĩ tại vì lúc mà nằm gần nhau nói chuyện với nhau phải không, ở chung nhau chết chung nhau chứ không phải là dạ. Mình ước như vậy đâu, mình cứ nói với nhau vậy thôi. Dạ. Và bây giờ cuộc sống của cô chú thế nào ạ? Dạ cũng gia trai đắp đổi à. Dạ. Giàu thì không giàu nhưng mà sống mỗi ngày cũng được. Dạ, bây giờ ve chai tức là bây giờ ai là người đi ve chai ở đâu ra? Ổng. À. Tôi đâu đi được đâu, với bằng đêm dạ. Tôi cũng không thấy đường nữa. Dạ. Người phần điếc nữa. Dạ. Xe ăn chạy nó bóp càng bóp rồi tôi đi à. Dạ, tức là chú là mỗi đêm chú sẽ đi lùm ve chai. Dạ, dạ, rồi về tôi lựa. Dạ. Lựa cái để nhiều, thịt nhiều cái chở đi bán. Dạ, là đêm nào chú cũng đi luôn hả? Dạ, 7 giờ cũng đi cho tới 11 giờ cũng mới về. Dạ, là đi bộ hay đi xe đạp? Dạ, đi xe đạp. À, đi xe đạp.
Bây giờ thì chắc con xin phép chú cho con được mời cô ra đây nha chú. Dạ. Dạ. Anh Quân ơi, anh mời cô Út ra nha. Con chào cô ạ. Dạ. Dạ chào cô. Dạ vâng ạ. Cô chú ơi, con thấy hình ảnh đó có phải là nơi cô chú đang ở không ạ? Dạ, có phải không ạ? Dạ đúng rồi. Là mình ở đâu vậy cô chú? Đường Trường Sa đó. Cũng ở chỗ đó luôn đó, mấy chục năm rồi. Sống hồi 75 tới giờ. Là chỉ có hai cô chú, còn các con thì đã đi hết rồi. Dạ đúng rồi. Ổng rồi ổng nuôi tôi. Ổng đi lượm ve chai rồi tôi ở nhà tôi lựa. Rồi tới chừng đầy tôi đi bán. Mà chú sức khỏe bây giờ vậy sao đi tôi mới, nhập lực chú? Tôi mới bệnh năm tháng 10 đó nay đó. Chứ còn hồi lúc trước là tôi mạnh lắm. Tôi đi tới 11 giờ khuya mới về. 7 giờ tôi đi tới 11 giờ tôi về. Nhưng mà đến tuổi rồi sức khỏe mình nó xuống rồi đó chú. Từ hồi tôi bị bệnh tới giờ tôi yếu quá tôi không có đi nhiều nữa. Tối 9 giờ tôi đi chút xíu rồi tôi về. Mà nói lượm như chai chứ ngoài đường có gì đâu lượm. Còn lại mấy cái quán đó, nó bán đó. Đã bỏ lon, bỏ chai rồi vô bao sẵn tôi lại. Người ta xách, người ta đưa tôi xách đi về. Dạ. Nhưng mà có đủ trang trải cơm nước hàng ngày ngày không, có 30 đó à? Không mà. Có bữa được 50. Anh đừng có bệnh thì được. Tại bệnh lớp mà uống thuốc của nhà nước cho đi đi khám khu vực rồi lớp mua thuốc ngoài nữa. Có nhiều xài nhiều, ít để không có nhịn vậy thôi. Chứ không có cần gì phải mà một đêm mà đi kiếm 200-300, 400-500 không có. Ví dụ có mình để dành đó rồi chừng nào không có mình lấy ra mình ăn. Nhưng mà tụi tôi ăn cũng bao nhiêu chứ. Ví dụ bán được số tiền 100 nè, 2-3 bữa bán được 100 mấy cái lên thì để dành lại mua thuốc uống. Hai chồng mua thuốc dữ lắm. Nhưng mà vậy hàng ngày cơm nước thì sao cô? Tôi nấu. Hai vợ chồng tôi ăn gọn lắm. Ví dụ mình luộc rau rồi cơm thì nấu bắp nhà nấu nồi cơm thôi à, nồi cơm biển thôi à. Vợ tôi tới trưa cái chạy xe đạp lại tiệm mua đồ ăn 20 bạc thịt kho với canh chua về hai chồng ăn cơm được. Mua riết rồi tụi nó quen mặt nó bán cũng rẻ. Dạ. Chứ đồ ăn mà vợ tôi nó bệnh vừa vừa thịt kho rồi vừa canh nữa là có 20 à. Anh thấy cô đẹp không? Cô rất là đẹp luôn. Cô giống như những bà lão trong chuyện cổ tích ở nước ngoài á cô. Đúng rồi. Mấy cái chuyện mà ở châu Âu á, bây giờ ông nói mới nhận ra cái vẻ đẹp. Thật sự là y như vậy luôn. Yeah, người phụ nữ Nga á. Đúng rồi, nhìn cô không giống người Việt luôn á con. Nhà cô có like không? Mà sao, trời ơi, bởi vậy hồi đó là chú mà đổ cái rầm luôn á cô. Nhưng mà cuối cùng khi cưới rồi, sau bao nhiêu năm chung sống á, thì chú thấy vợ chú là một người như thế nào ạ? Vợ tôi hồi đó, rồi tôi cưới, má vợ tôi nói nó chỉ biết giữ em bọn em đi chơi thôi nha, nó không biết làm gì hết nha, mày đừng quánh chửi nó nha. Dạ. Mày không ở nó mày cứ trả về cho tao, nó hư lắm, không biết làm nữa, không biết nấu cơm, không biết giặt đồ, không biết gì hết trơn á. Dạ. Tôi nói chuyện nó không thành vấn đề. Dạ. Tôi thương là cái việc gì ở tôi à, bây giờ nó bà nó không biết nấu cơm thì nó nấu cơm sống, hai vợ chồng ăn sống, nấu chín hai vợ chồng ăn chín chứ phải mình tôi ăn đâu sợ. À, còn nó làm đồ ăn ngon thì hai chồng ăn mà dở chồng, hai chồng tôi đó ăn có hai món à, canh chua rồi rau muống á với bỏ tôm khô, còn mua thịt ba gọi á với tương hột tàu hũ bỏ chung có nhiều ăn hoài. Thì giặt đồ không sạch, mọi đồ không sạch tôi thấy kể em giặt sạch mà giặt mặt sạch rồi giặt dơ hai đứa đồ mặt dơ hết. Chứ hơi nào mà đi rầy vợ chữ vợ quánh vợ. Dạ. Rồi vợ tôi nó so đo. Dạ. So đo ra đường nó trời nó sao vợ chồng ta mặc đồ sạch sẽ, mình vợ chồng mặc đồ không sạch vậy. Vậy tự động bắt trước giặt lại cho sạch sẽ. Wow. Nấu cơm vậy, nấu cơm nó ở với chị giặt không à. Về cái nó hỏi má đó, mà còn nấu cơm sao nó sống hoài. Sao cũng được hết á, yêu rồi thương rồi là sao cũng được hết á. Ngon dở gì cũng ăn cơm vợ nấu đúng không chú? Nấu ăn không biết ăn. Nấu có món một à, ăn hoài. Hai đứa mình cùng ăn. Ăn hết rồi à. Không còn đồ ăn nữa thì hai đứa mình ra tiệm ăn. Dạ. Chứ hơi nào rầy vợ quánh vợ, đã mình chờ 12 năm mình cưới mình cưng thấy bồ luôn mà bây giờ thì mình quánh mình rầy nó. Dạ. Nó không ổng bằng lòng ở mình, nó đi rồi mình năn nỉ lại đâu có được, không có bao giờ rầy luôn. Dạ. Bây giờ con hỏi cô này ạ, điều cô thương nhất ở chú là gì ạ? Hiền. Hồi đó ông hiền lắm, có lúc hồi từ bị tai nạn á ông hơi hung dữ. Ổng hung dữ tôi bỏ tôi đi,
Mà bây giờ là chú còn ôm hôn cô giống ngày xưa không? Ừ, còn chứ. Mỗi ngày hả cô? À, mỗi ngày thì không có, thí dụ như thí dụ mình ngủ chung á, nhiều khi ổng cũng nhớ như hồi còn nít vậy đó. Đó, tụi tôi giờ cũng sống, tụi tôi thường nói nhau hoài à. Hai đứa mình sống được năm nào hay năm nấy, chứ giờ cái thời trẻ của mình đã qua rồi, không có kéo lại được. Nhưng mà mình đã được một cái cuộc hôn nhân rất dài rồi cô ha. Cũng là một cái may mắn của cuộc đời mình rồi cô ha. Tụi tôi nghĩ rằng 10 năm rồi đó. Dạ. Tôi sợ là tôi quánh chửi vợ tôi rồi nó giận nó bỏ nó đi, rồi mình đâu có kiếm lại được một người như vậy. Yeah. Mình một người mình thương thiệt tình, bây giờ mất đi rồi kiếm người khác, tôi cỡ nào tôi cũng không bằng lòng á. Giàu cỡ nào hay đẹp cỡ nào cũng không bằng lòng. Tại vì tôi không có bon chen, nó thẳng mình cứ sống bình thường như vậy, giống như là nước lớn chảy vô, nước ròng chảy ra, rồi vậy xong à, an phận mà. À, vợ chồng mà lo cho con rồi tụi nó lớn rồi tụi nó ăn học tới đâu hay tới đó, chứ không có vụ mà ngó trên cao gì hết. Có lẽ cũng vì cái suy nghĩ của cô á mà hành trình hôn nhân của cô chú mới có thể là kéo dài. Tôi bị vũ vậy gì? Vũ gia trai đưa tiền tôi há đương lần hả? Tiền hồi xưa đó đưa cho tôi làm vốn ngọn chỗ, rồi tôi đi vậy nè, cái mấy ổng gặp, mấy ổng cũng làm lớn lắm, mấy ổng nói thôi giờ bỏ chồng đi mấy. Dạ, ở với ổng tôi cũng đâu có chịu. Đó, cuối cùng cũng vì thương chú, cái tình cái nghĩa. Dạ đúng rồi. Nói chung là mối tình đầu á, nên là nó cứ theo mãi về sau là như vậy đó. Và nó cũng là những cái dữ liệu quý á, để người ta trân trọng hiện tại. Tại vì do mình thương quá đó chú, chứ con nghĩ là ai cũng gặp những cái trắc trở nhất định. Nhưng mà vì do mình quá thương cho nên là mình qua được hết. Thì con cũng chỉ mong là cô chú có sức khỏe và sẽ được ở bên cạnh nhau được bao nhiêu hay bấy nhiêu càng tốt. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều vì đã đến với Mảnh Ghép Hoàn Hảo. Yeah. Con mong cô chú có nhiều sức khỏe. Yeah. Và luôn ở bên cạnh nhau như thế này, hạnh phúc một cách nó rất là đơn sơ bình dị như thế thôi. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em trong cuộc trò chuyện cùng với cô chú ngày hôm nay. Chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.